Sau đây là kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, kỳ vé 1047, quầy thưởng vào thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024. Giải Jackpot 1, Power 6/55, kỳ vé 1047, các vé tận cùng mang số 08, 39, 45, 47, 49, 51. Xin nhắc lại, giải Jackpot 1, kỳ vé 1047, các vé tận cùng mang số 08, 39, 45, 47, 49, 51. Số đặc biệt Power 6/55, kỳ vé 1047 là 16. Xin nhắc lại, số đặc biệt hôm nay là 16. Xin thông báo, giải Jackpot 1 và Jackpot 2, Power 6/55, kỳ vé 1047, quầy thưởng vào thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024, vẫn chưa có chủ nhân. Kênh xổ số 3 miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!